Sau nhiều năm dày công tích lũy để xây dựng tổ ấm của mình tại Hải Phòng, vợ chồng anh Hưng đối diện với thách thức lớn nhất, không đồng nhất về thiết kế ngôi nhà mơ ước của mình. Trong khi anh ưa chuộng phong cách biệt thự đẳng cấp, thì chị vợ lại thích sự đơn giản của nhà cấp 4. Sự khác biệt về thiết kế khiến cho họ luôn căng thẳng và khó khăn trong quá trình lựa chọn. May mắn thay, một đồng nghiệp đã giới thiệu anh chị đến với mẫu bản vẽ và chọn được cho mình mẫu biệt thự khiến cả hai vợ chồng đều hài lòng. Hãy cùng khám phá những đặc điểm nổi bật của công trình này. Công trình không chỉ thỏa mãn tiêu chí thẩm mỹ bên ngoài mà còn giải quyết gần như hoàn hảo yêu cầu phức tạp từ chủ đầu tư về công năng với chiều rộng 9,5m, chiều sâu 12,5m. Tầng 1 gồm một phòng khách 35m², một bếp ăn 20m², một phòng ngủ 14m², một phòng tắm 4,9m², một nhà vệ sinh chung 3m². Tầng 2 gồm một phòng thờ 15m², hai phòng ngủ 14m² và một phòng ngủ 15m², một phòng tắm 4,9m², một vệ sinh chung 3m². Biệt thự mái Nhật phong cách hiện đại, bố cục hình khối đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, độc đáo. Nếu các bạn cần mua mẫu thiết kế, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nhớ thả tim, like và share cho video này. Đừng quên ấn vào đường link ở đây để xem thêm nhiều mẫu thiết kế từ bọn mình nha.